Hello và xin chào tất cả mọi người đã đến kênh YouTube của mình. Rất là vui khi gặp mọi người trong video này. Như mọi người có thể thấy khởi đầu trận đấu MOBA 1.3 thì mình đang có đó chính là một cái con Warwick đang cầm một cái gậy quá khổ. Thì trong trận đấu này thì mình sẽ làm về Warwick 3 mũ mọi người nhé. Cố gắng làm về Warwick 3 mũ đi. Một cái điều này thì anh em biết rồi, Warwick 3 mũ thì nó sẽ có khả năng đó chính là cào liên tục, khiến đối thủ sẽ khi mà nó cào chết một người thì nó sẽ cào tiếp người thứ hai. Vậy nên khi mình bui 3 mũ cho Warwick thì nó sẽ có thể làm được điều đấy. Khởi đầu trận đấu thì có vẻ nhiều tướng quá nhở, ra toàn tướng thôi, không có trang bị. Mình đang rất là cần gậy quá khổ luôn, phải có gậy quá khổ thì mình mới làm được thử thách đấy. Mình sẽ lắp vô cái trang bị này nhá. Mình sẽ để khởi đầu như này đi. Thua được thì thua, mình đang muốn thua để có thể lấy trang bị. Bởi vì cái trang bị gậy quá khổ nó rất là khó tìm và anh em sử dụng rất là nhiều nên mình phải bán máu để có thể lấy gậy quá khổ được. Pew. Win mất rồi. Hơi tiếc. Mình đang cần thua cơ. Không biết anh em thích nhờ, mình có thể sẽ tạo một cái event nhỏ nhỏ vào mỗi tối chủ nhật. Tối chủ nhật mình sẽ tạo custom cho anh em chơi. Đấy, tạo một giải đấu nhỏ nhỏ cho anh em chơi và để giao lưu gọi là để giao lưu kinh nghiệm và là solo với nhau. Mình đang tính như vậy á, một cái giải thưởng nhỏ nhỏ thôi, như kiểu là một giải nhất khoảng tầm 100k 50.000 gì đó. Vào một buổi tối chơi kiểu BO3. Mình đang tính như vậy mà rằng thời gian bận quá mình không thể làm được điều đấy. Suy vong cung thủ đấu sĩ. Mình sẽ để nguyên đội hình như này nhá mọi người. Mình sẽ để nguyên đội hình này để có thể fit thua. Mình đang có 2 gậy quá khổ rồi, chỉ cần thêm 4 gậy quá khổ thôi là kích hoạt, là có thể kích hoạt được luôn. Mình sẽ bây giờ sẽ cho người ta. Mình sẽ đổi nhiều yếu vào đi hả? Cho nhiều yếu vào đi. Chứ để mạnh quá vẫn mình đang 94 máu á. Lượng máu này vẫn thực sự là vẫn hơi nhiều đấy để lấy đồ được. Ôi trời ơi, em này chưa gì đã kiểu có Katarina 2 sao từ sớm luôn ạ, kinh quá. Hơi khiếp. Một phút trời ơi, nó ném quả liệu phát vào đầu chết luôn rồi kìa. Katarina 2 sao từ sớm cũng khá là ghê đấy. Đội hình cũng đang hot hiện giờ là đội hình Kata, người đội hình Kata cũng đang rất là hot. Kiểu Kata bui full chí mạng hoặc là bui bùa xanh căng vào thạch vô kiếm ý. Một lia của nó thôi cũng đủ bốc hơi rồi. Bởi vì đội hình suy vong thì đội hình nó kiểu là tăng theo lượng sát thương phép và cái sức mạnh kỹ năng và sức mạnh sát thương vật lý á. Nên là những con tướng mà liên quan sát thương phép thì vô hội suy vong thì cũng rất là mạnh. Sát thương nó cộng khá là cao. Ok, mình có thêm một gậy quá khổ nữa rồi. Tăng thêm một gậy quá khổ nữa vào bộ sưu tập gậy quá khổ của mình. We have our backs, we never.
Bây giờ thì để xem nào, vậy có khổ thì Warwick một con mấy anh em biết rồi. Mình thì anh em theo dõi mình lâu đấy, theo dõi mình từ rất lâu thì anh em sẽ biết rằng là mình run những tướng chít phạt cực kỳ khó. Nó khó vãi xưởng luôn, mình không hiểu được là sao, hay kiểu nghiệp quật hay sao ấy. Do mình run tướng 5 vàng nhiều quá hay sao nên bị nghiệp quật hay sao, chứ mình nhìn mà thực sự nói là hơi khó mọi người ạ, hơi khó để run những con tướng như kiểu này. Và để xem liệu rằng thì Warwick mới một sao thôi hơi đuối. Nói chung lúc đầu ra tận 2 con ấy, mà nãy giờ chưa ra thêm con nào nữa. Ok, Warwick 2 sao luôn, ngon đó. Nếu mà mình cảm thấy nếu mà cái thời điểm mà Ron Warwick ngon nhất thì chỉ tầm ở level 6 nhỉ. Level 6 là ngon nhất, nó có tỷ lệ đó chính là 45-45, khá là 35-35. 35 là tướng 1 vàng và 35% là tướng 2 vàng á. Tầm level 6 là cũng khá hấp dẫn. Nhưng mà một điều là khi chúng ta chơi đội hình 2 Bron một con tướng 1 vàng nào đó ấy, thì sẽ rất là thọt, bởi vì nhiều anh em trước, anh em cùng chung team thì họ đã lên cấp 9 rồi, lên cấp cực cao, mình thì lại bị thọt số lượng cấp so với những người anh em đó. Nên là chơi kiểu này thì cũng chỉ đơn giản là người ta khá căng. Trong trận đấu này thì mình đang bui được trên Warwick 3 mũ. Và cái điều này thì chưa ai làm cả. Thì mình muốn đơn giản là cho anh em xem những cái điều mà anh em chưa được xem thôi. Cho anh em xem những điều chưa được xem thôi. Ví dụ như kiểu Warwick 3 mũ, anh em vẫn tò mò rằng là liệu rằng Warwick 3 mũ nó mạnh cỡ nào, và một skill của nó có chết một người, hay là một skill của nó có thể khiến bốc hơi khoảng tầm 5-6 người hay không. Thì mình sẽ là người giải đáp thắc mắc cho các bạn, như kiểu là người như mình, như kiểu là chị ông vàng ấy hả? Mình là chị ông vàng giải đáp 10 vạn câu hỏi vì sao của thế. Nên là anh em có ý tưởng gì thì lại comment ở dưới nhá. Mình sẽ cố gắng tiếp thu ý kiến của anh em và mình sẽ làm cho anh em xem. Như con Warwick 3 mũ này thì nhiều anh em có inbox trên Facebook của mình lắm cho mình. Và mình cũng hiện tại bây giờ anh đang thấy mình cũng đang cố gắng làm đây. Rồi ok luôn. 3.1 này. Bây giờ thì mình sẽ đến round này và nhặt đồ để xem mình sẽ làm cái trang bị gì đây. Đại khổng lồ và găng đấu tập này, mình sẽ sử dụng một cái trang bị găng đấu tập nhé. Găng đấu tập. Găng đấu tập, nếu mà anh em ghép một găng đấu tập thường với cả một găng tộc hắc ám thì nó sẽ là một găng đấu tập hắc ám á, là một cái trang bị là găng đạo tặc hắc ám. Và cái găng đạo tặc hắc ám nhiều khi nó thật sự là nó cho mình nhiều thứ thật, nhưng mà đôi khi nó lại bóp mình rất là nhiều. Kiểu là đôi khi lại bóp á, nó ra một lúc hai cái mũ vừa thủy hắc ám ấy thì anh em biết rồi. Trời ơi, lượng máu bị trừ tận 40%, không có máu để chơi luôn. Bây giờ mình sẽ vào bán máu tiếp, bán máu để lấy đồ. Mình sẽ bán máu để lấy đồ, lấy trang bị tiếp theo. Mình đang cần tận thêm đó chính là ba cái gậy khổ nữa,
Thì hy vọng là những cái rau đánh quái hay đều ra gậy quá khổ, hoặc là những cái rau kia đều xuất hiện gậy quá khổ thì sẽ là ngon nhất. Mình cũng hơi buồn với anh em, hơi buồn cho anh em, bởi vì rằng là hiện tại thì dịch bệnh khá là nhiều á, nên là nhiều anh em thì không có điều kiện có máy tính ở nhà, hoặc là nên là không có được chơi ở mùa năm này, khá là tiếc cho anh em. Giá như mà tôi mà giàu thì tôi sẽ phát cho những người anh em mà fan cứng của tôi mỗi người một cái PC đủ để chơi cái trò này đi, vì nhà chơi hơi tiếc là tôi hơi nghèo. Trời ơi, con Brand mọi người, con Brand ấy, nếu mà kiểu anh em mà chơi kiểu Brand mình nghĩ là nếu mà bùi đồ thích hợp cho nó là một cái bùi xanh khắc ám là một này, bởi vì cái mana của nó chỉ có 20 mà thôi, còn mất 20 mana thôi, hoặc là Brand 3 mũ cũng được, cũng khá hay. Ui, cái có khổ, cái ngon quá, tận hai cái có khởi có khổ luôn mọi người ạ, quá tuyệt vời. Con Rai thì cái sát thương của Rai thì nó cũng chỉ xương xương vậy thôi. Warwick này, mình hiện đang có tận hai cái Nico mọi người ạ, hai Nico. Nếu mà kiểu này mà hơi tiếc nha, nếu mà mình có biết hai Nico từ sớm này ấy, thì mình đã làm một cái thử thách, đó chính là hai con đại set 23 sao rồi. Varus cầm Sojin à? Không thì tính cho con Varus bắn skill liên tiếp hay sao chứ, cái đồ vui đồ kiểu này đấy. Mình thấy mình đang ở vị trí top 7 á, vậy nên là mình hơi sợ là nếu mà strong tập trung con Warwick ở đây ấy, thì sẽ khá căng, nó sẽ khá căng mọi người, nó sẽ khá là thọt, bởi vì mình đang rất là yếu, mà mình mà kiểu run kiểu thế luôn thì mình sẽ yếu hẳn luôn và sẽ rất là nhanh cút. Nên là đôi khi một cái thử thách nào đó thì làm rất là khó mọi người nhá, không hề đơn giản, bởi vì đôi khi mình đang có một cái thời lượng rất là tốt luôn, có Warwick 3 sao thì cực sớm, không phải run nhá. Không phải Ron có cái 3 sao lên rồi, nhưng mà một điều đó chính là mình lại không có 3 mũ đó, mà khi mình có 3 mũ thì mình không lên được cái 3 sao, và khi lên 3 sao xong thì mình lại chết. Vậy nên là có nhiều thử thách mà mình phải làm rất là lâu có thể đạt được đó. Volcan này, Stress này, Kalista này, Hatchot và Syndra. Warwick, ui trời, hai con sói đánh nhau rồi, đây là huynh đệ tương tàn nhá, đây chính xác là một phim huynh đệ tương tàn luôn, hai con sói thi nhau vô cào nhau. Để xem nào, mình hy vọng cái round nhặt đồ tiếp theo này
chỉ những cái round này có một cái hơi có khổ là mình rất là thích nha. Mình đã đỡ đi mất bao nhiêu thời gian để nhặt đồ luôn rồi. Sổi qua Wick em đang cào kìa. Nhưng mà mỗi tội là khi Wick mà cào ấy, nó bị CC một cái ấy, thì nó sẽ mất cái hội hiệu ứng cào luôn mọi người nhá. Level 7 mình sẽ bắt đầu run Warwick đi. Và anh em để thấy nãy giờ thì level 7 chúng ta sẽ có 19% nữa. Nhưng mà nếu mà mình run ở level 6 thì lại thọt quá. Mà Nico thì mình lại không muốn dùng. Ok, mình để này đi. Bây giờ thì mình chỉ cần một cái gậy quá khổ cuối cùng nữa thôi. Một cái gậy quá khổ cuối cùng nữa thôi là mình có thể kích hoạt được 3 mũ nha. Và mình sẽ đợi lấy cái gậy này ở cái round 4.5. 4.5 round đi chợ mọi người nhá. Sẽ cố gắng lấy được nó. À 4.4 chứ. Trời, Dragon kìa. Dragon là một vị tướng mà anh em biết rồi. Cái khả năng sát thương của nó thì cũng khá là vô đối đấy. Mà làm cái kiểu Dragon 3 mũ thì cũng không có gì là sắc nét của đúng không? Dragon 3 mũ thì nó cũng không tăng từ nhiều mọi người ạ. Nhưng mà nếu như anh em thích thì mình vẫn làm cho anh em xem thôi. Nếu anh thích Dragon 3 mũ thì mình vẫn làm. Sát thủ và căng nhờ. Ông này đang chơi lập lang full, gọi là cho ta full mana luôn anh em ạ. Sâu Jin rồi lại một cái trang bị quyền trượng nữa. Tính vui full mana luôn cho con này luôn rồi. Rồi ok. Có một cái Kha'Zix tiên hắc ám luôn ạ. Bùi chất lượng đấy. Rồi ok nào, chúng ta cùng theo dõi rằng liệu rằng mình sẽ có luôn một cái gậy có khổ tiếp theo không. Có gậy, ui chết rồi, gậy quá khổ, nằm trên người con AC mọi người ạ. Nằm trên con AC kìa. Hơi mệt. Ui mất rồi, ok, mất cả gậy quá khổ rồi, coi như là mất hy vọng rồi. Ai giờ cái cảm giác mà nhìn người ta cướp mất người yêu của mình nó kinh khủng quá mọi người ạ. Người yêu của tôi vụt mất trước mắt tôi luôn ạ. Trời ơi. Ron cho nó lên 3 sao luôn mọi người nhá. Lên đi. Kỳ vậy ta. Chẳng lẽ lại bắt em dùng Neko à? Em dùng Neko là hơi quá đáng nha. Warwick ơi, bạn dùng skill phát nào 930 sân tương phép. 3 mũ thì chắc nhiều hơn. Sổi cào kìa. Cào kìa. Warwick ơi. Warwick. Cào tiếp nào bạn ơi. Trời ơi. Hay vãi. Đấy, mình thích cái cảm giác như vậy. Mình mới đang ở mức đó chính là Level 7 nó hơi thọt do kiểu Ron Warwick ấy mọi người. Ron hơi quấn. Được rồi, hình 2 sao rồi đấy này. Ok, xương xương những rát vàng là đội hình này luôn cũng được. À, Volibear này mọi người, Volibear thì không lấy hơi phí đấy. Bởi nó thuộc đấu sĩ mọi người. Đấu sĩ mà nó lăng một cấu trúc là lượng CC cũng khá là ổn nữa.
Ra sủa. Sổ Warwick tôi thì vẫn đầy cây máu mọi người nhá. Đây là vẫn chưa lên 3 sao nên chưa có cái tham để quẩy thôi. Có tham để quẩy anh em sẽ biết được ngay con Warwick này như thế nào luôn này. 3 sao luôn đi bạn ơi, không có à. Thọt quá, mình mất khá nhiều vàng để ron Warwick lên 3 sao đấy. Nhưng mà không ron được bởi vì mình cũng không muốn dùng Neko á. Thì kéo tí nữa mình kiểu nhặt được con Vego thì mình sẽ cho Vego lên 2 sao luôn. Chứ bây giờ chẳng lẽ dùng một cái Neko và con tướng 1 vàng thì nó hơi phí. Chứ không thì mình cũng, giờ đang cũng chẳng phải ron khô máu này đâu. Thôi kệ vậy. Bây giờ thì để xem nào. Hy vọng thôi, cầu trời khấn Phật nó ra hẳn một cái trang bị gậy có khổ thôi. Chứ bị mất gậy có khổ trước mặt kia cũng hơi đắng cay cuộc đời rồi. Bây giờ thì hy vọng là cái trận đấu này nó nhân phẩm nó ra một cái gậy có khổ cho mình thôi. Gậy có khổ ơi, please bạn ra giùm tôi cái nào để tôi làm Warwick 3 mũ nào. Cho những người anh em thiện lành của tôi xem nào. Ui. Oh my god, trời mọi người, hạnh phúc. Thực sự đây chính là cảm giác hạnh phúc nhất trong cuộc đời luôn. Một cái trang bị nếu có nên lắp, một trang bị suy vong này. Một trang bị suy vong thì mình sẽ lắp cho The Raven luôn đi. Ok. Một cái trang bị áo trong lửa này thì mình sẽ lắp cho con này. Rồi. Warwick 3 mũ mọi người ạ. Bây giờ nếu mà kích hoạt 9 suy vong là ngon luôn. Ông này cũng đang chơi 8 suy vong này, level 8 này. Ông này khá là giàu. Giàu hơn mình khá là nhiều. Đưa ra vần này. Warwick không kịp luôn. Trước khi dùng skill thì đối thủ đã chết mất rồi. Cái gì CC nhỉ? Ủa. Cái gì nó cắn mình CC vậy ta? Trời ơi, chẳng lẽ là dùng cái Neko này cho con Warwick. Nghe nó tủ quá à. Chứ mình cái này dùng cho con Vego thì ngon hơn ấy. Má nó không ra luôn. Thôi lên đi. Chịu rồi. Phí quá. Mình tiếc chứ không. Mình hơi tiếc đồ chứ không thì mình cũng chẳng phải làm như vậy đâu. Ok. To nhất làng. Cái đồ đó vần đúng nhỉ. Ông này đồ đó vần như này mà lại win. 7 quân đoàn cơ. Warwick mình bây giờ cào một phát là 1.742 sát thương rồi nhá. 1.742 sát thương, một phát cào. Rất nhiều, sát thương điểm đều nói là khá là nhiều đấy. Rồi, ok. Gặp luôn sát thủ này. Song tử mùa hợp 2 đết. Chết rồi. Lập lăng nó xích rồi mọi người. Cao. Ủa. Cái đéo gì nhở? Game bị cái đéo gì vậy? Hơi ảo lòi. Bốn bí ẩn. Ủa ôi, thả nào thấy con Warwick của mình tôi cào không chết được. Mấy người chơi bốn bí ẩn luôn ạ. Bốn bí ẩn, 3 tiếng thắc ám, 4 sát thủ, 1 vĩnh hằng. Trời ơi. Rồi, cái để đây đi. Để Warwick ở dưới nó bị ăn sát thương mồm. Gặp tôm top 1 này. Mình bị trừ máu nhiều quá. Như này mà không thể hiện nữa thì thôi tôi bán luôn đấy ông Warwick ạ. Ngồi này, anh không? Ui dồi ôi, nhảy kìa. Nhảy như pháp xít luôn ạ. Trời, lại ăn CC nữa. Có đấy mà không ăn CC là nhảy phát nữa rồi. Nhưng mà hơi tiếc là bị dừng lại ha. Đang nuốt con mồi thì bị dừng lại nửa đường. 9 suy vong thì hơi khó bởi vì 9 suy vong chúng ta phải up level 9 mới có thể kích hoạt được 9 suy vong. Up level 9 mọi người ạ, phải level 9 kích hoạt được 9 suy vong nha. Có nỏ xét này, có mũ phù thủy này, có đồ ra vần, có kiếm súng hack tech. Kiếm súng hack tech. Mình sẽ sử dụng cái trang bị này đi. Trang bị này mình sẽ cho anh chàng Ryze. Để nó có thể gắn một chút hồi phục. Cho Victor đi, Victor ngon hơn.
Vay Nè chỉ 3 sao rồi nhưng mà vẫn chưa lên nổi. Top 1 gặp rồi này, được gần 2 sao. Cu béo đang có cho mình con Atchot cầm vút rồng đấy với mệt này. Song Tử gặp rồi, Digi Cappuccino. Ông này thì cũng khá là mạnh, gậy lốc vút rồng đây. Gặp Lee Sin này, vút gậy lốc này, ông này đang chơi đó chính là ma sứ. Bình ma sứ này, ấy à, ngon quá. Yasuo sẽ là một con mồi cho Warwick mọi người nhá. Thú vị chưa ạ? Đấy là lý do tại sao tôi lại bùi 3 mũ cho Warwick mọi người nhá. Cào liên tục. Nhưng mà game này nhiều anh em chơi sử dụng vuốt rồng quá. Nhiều người sử dụng vuốt rồng quá. Từ Suy Vong nhận chung kết cứ đợt. Mỗi trang bị hắc ám được Suy Vong sẽ được chỉ có 10 xong với tất cả chúng con tổng cộng rồi 4 lần. Rồi. Cố gắng top vào, chung chung là game này mình chỉ cần tập top 2 cho đủ rồi, bởi vì chủ yếu cho anh em xem con cho anh em xem con Warwick nó quẩy thôi. Nhân tầm top 2 là ok rồi. Không cũng sơ đa, nếu mà top 1 được thì ngon, nhưng mà top 1 thì hơi khó bởi vì cái ông 4 bí ẩn này, mình đang chơi kiểu sát tương phép mà gặp bí ẩn như này thì đúng là chịu luôn. Không quẩy nổi mọi người ạ. Không có cơ sở để quẩy luôn. Sói lắc combo full luôn. Full cái trang bị của hắc ám mọi người ạ. Này, full hắc ám luôn. Rồi, cao. Ui, phê không anh em? Cực phê luôn á. May lúc đấy là nó cào con Atchot đấy. Nó mà cào luôn con tướng Velcon thì Velcon chết luôn rồi. Game này thì mình không thể nào lên 9 Suy Vong rồi, bởi vì mình khá là thọt vàng. Vaneva này. Vô cực kiếm mọi người ạ. Vô cực kiếm này cho đỡ Raven đi. Mình sẽ bui cho cái vô cực kiếm này cho đỡ Raven nhá. Ông này có một thiên thần nhân tạo này, ngon quá nhở. Ông này là một cái trang bị áo choàng thủy ngân. Ông này là một cái sâu zin. Ông này là một cái Zeke. Song Tử mình nghĩ ông top 1 này, ông Song Tử này dễ top 1 lắm, bởi vì ông ấy đang chơi kiểu đội hình khá là khỏe ấy. Bí ẩn đội hình khá là hot. Nói chung là mình muốn quy động đấy thì trừ khi đỡ Raven mình không bị bắt thôi. Phải làm sao để cho con đỡ Raven của mình nó có thể free ram được thì mới ra mình win được. Lên luôn chứ hỏi. Thời điểm này thì không lên hơi phí, mình sẽ run luôn nhá. Không muốn bị mất thêm một giọt máu nào đâu. Cần lắm một con Darius. Con Volibear của mình vẫn đang ngon mà nhá. Volibear của mình vẫn đang sử dụng được. Ok, để đi. Giao chiến, chúng ta sẽ giao chiến đối thủ ở đây. Kimuchi ạ. Người chơi này đang level 9 rồi nhưng mà thiếu Vego mọi người ạ. Thiếu Vego nhá. Warwick. Ôi, là ăn choáng rồi. Đang bay thì ăn choáng của con Quỳnh không sao. Đang bay thì ăn choáng của con Thread hay con gì nhỉ? À con Rai mọi người ạ, đen vãi. Rồi, đi rồi, chúng ta sẽ tiến vào vòng trong 5 máu win được không? Cu béo đang solo với chim to chất nhất làng mọi người ạ. Oh my god, veo con nó sấy chất lượng quá. Ông này cầm vút rồng mà còn đỡ không nổi mà mọi người. Đi rồi, chúng ta sẽ chỉ còn có hai đối thủ nữa thôi. Hai đối thủ nữa, hai người chơi nữa. Và liệu rằng hai người chơi nữa thì mình có thể comeback được top 1 hay không đây. Lượng máu của mình còn đó chính là 19 máu mọi người ạ. Warwick 3 mũ thủy nha. Cào liên tục, đó chính là vị trí của Warwick top 1 này. Mình không có gậy lốc. Có gậy lốc thì nó lại khác mọt hẳn rồi. Vậy nên là mình sẽ để được Raven lên trên đây. Để mấy con thủ ở phía dưới. Đấy, như này. Như này hợp lý nhất này. Đó, lúc nãy mình ông này có Vego nhá. Lúc nãy mình bị thua là vì lý do là kiểu là con lập lăng nó xích lại ấy. Kìa, anh em thấy không? Cao kìa. Uầy. Khó chịu quá, bí ẩn anh em ạ. Không nổi, quẩy nổi luôn. Không còn năng hút phục hồi phục luôn ấy. Chịu thật. Lập lăng đầy cây máu luôn, không mất một giọt máu táo nào cả. Rồi cu kẹo chết luôn rồi, anh em thấy không? Đội hình này 6 sát thủ. Volibear, trời ơi, không có Volibear nhỏ.
có Volley Beer là mình sẽ cho lên 2 sao luôn. Đang có một quầy có Vego này. Có Vego. Có Vego mọi người ạ. Đành phải thế thôi. Warwick cao. Cao. Trời khỏe quá. Thôi có lẽ mình phải dừng chân lại vị trí top 2 thôi. Cảm ơn người theo dõi video của mình. Bye bye mọi người, tạm biệt nha. Đối thủ khỏe quá.